lại tốt, rồi tốt quá tốt luôn. Ôi bà làm gì đấy bà ơi? Bà nhổ cỏ rau con ạ. À. Ôi dồi ôi, mưa gió này nhổ cỏ làm gì bà? Không, mưa gió này làm cua gì con. Đây mình làm này còn sung sướng chán rồi. Cái trời mưa nhiều cỏ, rau tốt, cỏ tốt lắm cơ. Và làm. Và chỗ nọ, chỗ kia nó lên đầy thế này rồi. Và con mới về à? Vâng, nhà bà trồng nhiều ấy nhỉ, nhiều rau sạch, nhà rau sạch hết đi bà. Vâng, đây là rau, đây là rau xà lách này. Cái này chả có phân đạm trong gì đâu. Toàn là cái mùn cưa rồi các cái bào ủ mục đấy. Đây và là rau sạch đấy. Vâng. Cái ấy này là dưới Hà Nội là rau này nó có giá lắm đấy. Vâng. Đây rau bắp rau rau mùi này. Đấy. Rồi là rau xà lách này. Đây bà trồng thêm một cây ăn quả nữa nhỉ. À, tuyệt vời đấy bạn, nhà bà tuyệt vời đấy. À, bà chịu khó lao động thế bà, con đừng mưa gió này thì ấy chứ. Làm ra còn không bán được, đây mình thôi tuy là nó được mùa nhưng mất giá, nhưng mà còn hơn họ làm ra không bán được. Và vừa đây đã có các mạnh thường quân họ giang tay ấy giúp. À đúng rồi, đúng rồi, có mạnh thường quân đấy bà. Và vâng. Vâng. Dịch ở vùng Hải Dương không biết hôm nay bà đi chợ bà có chưa xem. À nay đỡ đỡ hơn rồi bà, mấy hôm nay là cũng ổn ổn rồi đấy bà. Vâng. Bà biết sao lại tình hình lại khống chế dịch tốt được phải không? Đặc nhà nước Việt Nam này thì ở đâu mà chẳng ca ngợi. Vâng. Cả thế giới người ta còn ca ngợi con ạ. Vâng và truy cập về. Vâng. Bà hay truy cập về cái tình hình Covid lúc nào. Và nóng là bà suốt ngày bà xem đấy. Và ai già hay già, bà già nó vẫn cập nhật vậy cả. Ai già được. Tinh thần của bà tuyệt vời đấy. Nhưng mà giờ nó tinh thần yêu nước của bà tuyệt vời đấy bà. Không có gì bằng đảng. Và con tự hào lắm bà, con người Việt Nam con tự hào lắm. Và như chống giặc. Đúng rồi. Đúng dịch như chống giặc quyết liệt luôn đấy, không phải là xem báo chí toàn cảnh những ấy là họ nói ác lắm chứ. Và ca ngợi Việt Nam. Và chính phủ Việt Nam ca ngợi con nhân dân rồi đến là quân đội rồi. Và ngành y ngành đấy không. Và đúng là chống dịch như chống giặc. Vâng đúng rồi bạn, chống dịch như chống giặc đấy. Và và không đâu bạn. Và lắm lúc của bà suốt ngày bà. Con nghe mọi người nói là bà cũng hay làm thơ phải không? Và hay làm thơ và con nghe thấy mọi người là cũng nói bà cũng hay làm thơ ca ngợi mọi người rồi là lãnh đạo rồi là chính phủ các thứ mọi người lắm. Cũng học văn cũng được. Và nhưng mà không có ấy. Và có điều kiện để học lên, chỉ học cái lớp 7 trên 10 thôi. Và bà cũng học. Và đi làm công chức chứ đấy. Và thôn nó có cái hay của nó con ạ. Và nhiều. Và thế tình hình ấy vậy là quá là phấn khởi. Và phấn khởi lắm ạ. Thế nào bà cái và có thủ tướng Vũ Đức Đam ấy. Và và toàn dân người ta ca ngợi khiếp. Và bà có gửi gắm gì phó thủ tướng Vũ Đam không? Có bài thơ mà. Và làm cả thơ về Vũ về phó thủ tướng Vũ Đam luôn à? Hay quá. Và bà suốt đấy. À thế à? Và những cái bài người ta ca ngợi ông nhiều lắm. Vâng. Cái mấy cái câu thơ. Bà cũng làm luôn à? Bà làm luôn. Bác của bà mà làm mà cất thì con lấy cho bà về. Vâng, thế bà về mà lấy đi xong là có gì? Bà đọc luôn tặng luôn phó thủ tướng Vũ Đam trên có con để con đăng lên chứ con sẽ đăng lên trên này biết đâu là phó tướng Vũ Đam sẽ đọc được và biết được tấm lòng của nhân dân dành cho phó tướng như nào. Và tấm lòng. Đấy, đấy bà về lấy đi. Bà về lấy đi. Đợi bà tí nhá. Bà. Đây cháu ạ. Bà. Đây bà có cái bài thơ này thôi. Bà. Đọc ở đây. Bà đọc đi. Chân bà bật lắm. Bà. Đọc mấy câu. Con lấy cho bà. Bà đọc. Có cái mấy cái câu lục bát linh tinh đấy chẳng là thơ được. Nhớ thế nào mà nghĩ ra thì bà viết thôi. Và cái tấm lòng là chính ạ. Và cái lòng của bà nghĩ câu nào là bà đọc cháu đừng cười bà nhá. Vâng. Cười bà nhá. Vâng. Năm qua dịch bệnh hoành hành khắp nơi thế giới khó khăn vô cùng.
Châu Âu mất mát hãi hùng, bên kia nước Mỹ vô cùng tang thương, tiến vào lãnh thổ Việt Nam. Cô Vi cũng chẳng biết nhường nhịn ta, cô Vi đe dọa mọi nhà, đi vào bệnh viện, đi qua học đường, đi qua khắp cả phố phường, đi lên miền núi, đi về miền xuôi. May sao chính phủ Việt Nam kịp thời chỉ đạo lập thành các ban, ra đường phải nhớ khẩu trang, thường xuyên khử khuẩn, đừng ham đông người. Việt Nam quyết chí tuyệt vời, toàn dân đoàn kết theo lời đảng ta. Công an bộ đội xông pha, ngành y bác sĩ quyết ra chiến trường, quân dân cả nước một lòng đẩy lùi dịch bệnh, vui mừng biết bao. À, hay quá bà, không hay đấy bà, không hay đấy. Vâng, hay đấy bà. Vâng. Nói toàn về quá trình chống dịch của Việt Nam đấy. Vâng. Riêng tôi có một ước ao, gặp người lãnh đạo nói lời cảm ơn. Đấy là tấm lòng thật của bà. Vâng, vâng. Vâng. Hôm nay được nói là bà ấy lắm đấy. Vâng. Lắm đấy. Vâng. Đó là ông Vũ Đức Đam, vì dân vì nước âm thầm hy sinh, một người lãnh đạo tài tình, lo cho cuộc sống nhân dân mọi miền. Những khi dịch bệnh bùng lên, ông lo chống dịch mà quên chính mình, lo cho bác sĩ bệnh nhân, gặp ai ông cũng ân cần hỏi han. Hành trình chống dịch gian nan, khẩn trương truy vết, khẩn trương khoanh vùng, ông Đam là vị anh hùng Việt Nam chống dịch lẫy lừng năm châu. À, hay quá bà, ôi con thấy bà làm thơ đấy, hay đấy bà, tuyệt vời đấy. Nghĩ thế nào nó chắc rơm rớm. Không rơm rớm đâu bà biết là rất là, đây con mượn bài thơ của bà con xem nào. Vâng, tuyệt vời đấy. Lâu lắm rồi bà. Vâng, rất tuyệt vời đấy bà. Ừ. Rất tuyệt vời, à đây. Chữ bà cũng đẹp đấy chứ. Vâng, chữ bà cũng đẹp đấy chứ. Vâng, đẹp đấy, vâng, bà rất cười, rất sảng khoái luôn, à đây. Thơ tặng Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đây các bạn, đấy. Đấy, đây. Rồi hai trang giấy liền, rất là tình cảm, đây là tình cảm của người dân dành cho Phó Thủ tướng, rất là tuyệt vời đấy. Đây, đây, đây. Ồ, bài thơ của bà là coi như là, vâng, coi như là đây bà cầm cho con, coi như là cũng nói toát lên được hết cả quá trình chống dịch của Việt Nam đấy. Đây để con xem nhá. Đây, đây. Mỗi ngày bà viết mấy dòng, đây. Nghĩ thế nào là bà viết. Vâng. Đấy, đấy. Chữ nghịch ngoạc mà. Vâng, không. Lâu lắm rồi. Ngày xưa bà học lên lớp mấy? Ngày xưa thì bà học cũng ở đây nhưng mà không có điều kiện. À, vâng. Học lớp 7 trên 10 thôi. À, lớp 7 trên 10. Vâng. Nếu mà bà giờ có điều kiện thì bà giờ còn làm công chức. À, vâng, đó. Chả làm cái ông nông dân hay làm gì. Nhưng mà ông nông dân có cái hay của ông nông dân đấy con ạ. Vâng, đúng rồi. Nông dân mình có nhiều cái hay. Vâng, đúng rồi. Thích làm nào làm ấy, bà thì bà làm còn đến tối mịt. À thế à. Ông còn quát. Không, tinh thần lao động của bà tuyệt vời đấy. Cây cối của bà. Và đấy, tinh thần lao động tuyệt vời đấy bạn. Và thích thì bà làm. Và khi thích thì bà làm đến tối có khi. Và rồi bây giờ các bạn, quý vị các bạn đã nghe là bài thơ của một người nông dân ở miền quê Chiêm Hóa Tuyên Quang, đấy, gửi tặng Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam. Rồi. Video ngày hôm nay của Di Minh Tiên đến đây cũng xin kết thúc nha. Xin tạm biệt tất cả quý vị và các bạn nhé. Vâng, đây. Mọi người vâng, bà. Cảm ơn. Bà không mọi công. Bà rồi. Chào bà nha, chúc bà sức khỏe nha. Mọi công việc rồi năm nay mọi thứ thuận lợi bà nhá. Người thích thì Vâng, rồi bà nhá. Con chào bà nhá. Vâng.